ăn ngan chặt thì đơn giản quá. Chiều chồng chiều con Yến rút sơ ngan trong 15 phút làm lườn ngan chiên mắm. Lẩu ngan gừng xả ấm nồng ngày đông lạ miệng các nàng xem sao nhá. Yến lượn nhanh một vòng chợ, chọn một chú ngan chắc nịch. Khử mùi hôi của ngan Yến dùng gừng muối rượu trà sát lên da, rửa lại bằng nước sạch để ráo. Chỉ với dao và kéo, lần đầu tiên mà Yến đã lọc ngan xương ra xương, thịt ra thịt, bèo cái là xong. Ngan thịt dày lọc được như thế này ăn rất đã miệng. Hôm nay Yến thử thách dùng duy nhất một chiếc nồi chiên hầm đa năng Lazy Chef 16:1 này để không phải bề bịa cồng kềnh. Xương Yến chặt khúc, thêm nhánh gừng đập dập, vài ngọn đầu hành để làm nước lẩu. Bỏ gọn vào nồi, chọn chế độ nấu áp chảo để đun sôi nước, hớt bọt, sau đó đóng nắp lại nấu áp suất ở 15 phút. Trong lúc chờ đợi, phần lườn ngan toàn nạc dày mình ăn luộc rất khô này, Yến sáng tạo làm áp chảo. Còn lại mình thái miếng vừa ăn để nhúng lẩu. Miếng lườn Yến khứa rãnh cho thấm gia vị, ướp tiêu, muối, bột ớt rồi massage cho thấm đều. Thịt nhúng lẩu ướp với hành, tỏi, gừng, thêm nước mắm, chút rượu cho thơm và vài giọt chanh cho mềm. Ướp xong thịt là nước linh lẩu đã xong rồi. Mở ra là có nồi nước dùng trong veo ngọt lịm đây này. Chảo ăn lẩu, Yến xào gừng xả đập dập cho thơm lừng lên, rồi đổ nước ninh xương ngan vào thêm gia vị. Nước mắm vừa ăn là có nồi nước lẩu chuẩn vị. Vẫn là chiếc nồi chiên hầm đa năng 16:1 Lazy Chef. Yến thêm ít dầu ăn, chọn chế độ áp chảo, cho lườn ngan đã ướp vào để áp chảo sơ cho miếng ngan vàng thơm vỏ giòn. Sau đó thì Yến chỉ cần thêm giá inox, chuyển nắp nồi chiên là cái nồi biến thành chiếc lò nướng chuyên nghiệp, không chỉ nướng thịt mà còn giã đông làm bánh, nướng con gà ngon ơ. Ngan áp chảo xé bên ngoài nhưng mà cần nướng 10 phút để ngan mềm bên trong. Sốt chiên mắm gồm có nước mắm, đường, tương ớt nêm nếm theo tổ tiên mách bảo. Bữa áp chảo Yến phi tỏi thơm, cho sốt vào đảo lên, cho lườn ngan vào lăn qua lăn lại cho thấm đậm sốt. Xem lại đoạn thái này để Yến có thể thèm cái vị thơm lừng mặn mặn, lườn ngan mềm ngọt xem xém thơm thơm. Ăn ngan kiểu này chẳng bỏ đi tí nào, phần nào cũng ngon mà thanh đạm chẳng ngấy ngúa, lại còn cực đơn giản, chỉ bằng một chiếc nồi Lazy Chef chiên hầm đa năng 16:1 này. Bình thường em ấy nấu chậm các món kho, hầm, cháo, súp và cả làm sữa chua cực tiện. Như thế này nhà bếp bớt chật chội vì nhiều loại song nồi chức năng các nàng ha.